Ok, trong bài đọc này mình sẽ vào bài đọc ở quyển Cambridge 14, test số 2, passage số 1, Alexander Henderson. Thì ở trong cái bài này thì mình đang đánh số thứ tự từ A đến Y. Sau đây mình sẽ đến bước brainstorm bài. Mình sẽ xem là hôm nay thì nó sẽ có các bài tập như thế nào. Thông thường đối với cái dạng bài dạng biography này thì thường là nó sẽ dễ chịu thôi. Mình sẽ xem này, bài như nào. Là question từ 1 đến 8 nào. Đây dạng bài gì nào? Question 8 là dạng 1 1 1 True false not given, đúng chưa? Mình sẽ làm theo kiểu 1 1. Tức là mình sẽ chỉ bài này sẽ được expect là nó sẽ có thứ tự và mình mỗi lần mình sẽ chỉ nhắc một cái câu thôi. Trong này có là Henderson rarely là một từ khá là quan trọng. Rarely. Visited cái area around Press Estate. Từ Press Estate là một từ tên riêng. When he was younger. Mình xem là trong này từ này mấy từ này nó không có từ mới lắm. Có thể từ Press Estate thì mọi người bắt buộc mọi người phải chấp nhận là mọi người phải bỏ từ Estate đâu. Mình đi sao từ Press là được. Đi đọc thì không thể nào cũng cứ expect là cái gì mình cũng biết được. Cái đấy chỉ những người ở trình độ 9 chấm thì thực ra là cũng không phải là từ nào người ta biết đâu. Người ta biết bỏ cái gì và người ta quan tâm cái gì thôi. Đây, sau đó mình sẽ xuống cái bài số 2. Nó là bài từ 93 nào. Dạng bài gì đây? Bài bom nổ. Mình sẽ thấy là nó có kíp nổ này. Có dấu ba chấm đúng không? Và tất nhiên là có từ notes ở đây. Nos. Bom nổ. Thì mình sẽ expect các đáp án của nó thường là sẽ liền tù tì với nhau. Chính vì do mình gọi nó là bài bom nổ. Đây là dạng bài notes. Và mình lại thấy là nó chỉ yêu cầu điền one word only thôi. Thì one word only thì nó dễ chọn hơn rất nhiều so với no more than two words hoặc là no more than three words. Hoặc là còn lại cộng numbers này nọ nữa thì lại càng khó chọn. Bài này thì mình sẽ thấy có một cái kíp nổ, nó cũng có từ Alexander Henderson thì nó somehow nó trùng với cả cái title của bài rồi, đâm ra cái kíp nổ này nó không được nhạy lắm, nó không được reliable lắm. Mọi người bắt buộc là sẽ phải xem là có cái kíp nổ phụ nó không để mình có biết là đây là bắt đầu vào bài mong nổ rồi, mình cho nổ hết cả bài này thì mình sẽ phải xem là cái early life. Thì nó nhắc đến cái vụ là born in Scotland vào năm 83, 1831 đúng chưa? Thì bao giờ đến cái khúc này này, đến cái born in Scotland in 1831 ý, thì mọi người phải làm bài này. Nhưng mà nghe có vẻ là rất giống cái kiểu làm theo khi bong nổ trước. Tại Vâng, mọi người sẽ kiểu có kiểu tự nhiên là có người ta born born in Scotland đúng không? thường là thế là nó sẽ ở đầu luôn. Mặc dù xếp thứ hai nhưng mà có thể là nổ trước, mình cảm giác vậy thôi. Anyway thì mình vẫn có kíp nổ phụ ở đây được chưa, nên cái kíp nổ phụ này nó cụ thể hơn cái kíp nổ chính, nên là mình có thể yên tâm là đọc đến cái chỗ khúc này là mình có thể nhìn thấy luôn đáp án ấy rồi. Ok đấy, thì mình sẽ có kíp nổ phụ là born in Scotland vào 1831 này, và câu số 1 Henderson rarely visited cái area gần Press Estate khi mà còn younger. Bên mình sẽ xem là đã bắt đầu đoạn A. Mình sẽ scan đoạn A, skim và scan đoạn A. Bây giờ mình đọc đoạn A trước. A thì mình thấy luôn cái chỗ 1831 này, Born Scotland đây đúng rồi. Đây. Tức là in nhảy vào bài bom nổ Scotland. trước. Đúng chưa? Đây, bom nổ tan xác luôn. Đây thì mình bắt đầu phải đọc bài này kỹ hơn. Mình sẽ xem là mình phải brainstorm xem là cái khúc này nó cần cái gì. Ví dụ father was a. Khả năng rất cao was a đây là mình có thể expect đây là cái từ loại chắc chắn là danh từ rồi. Danh từ, và danh từ này nó cũng không bắt đầu bằng uể oải luôn. Ơ mà. Và cũng có khả năng ơ này cũng có thể mình sẽ expect đấy là một cái nghề gì đó. Có thể là nghề nghiệp. Nghề nghiệp nhá. Thường nhất là chỗ này là father was a nghề nghiệp. Nghề gì đó. Chứ
Cũng khả năng có cao. cũng có thể khả năng cao là nghề nghiệp. Thì mấy cái này dự đoán như này thì thường mọi người sẽ phải làm bài nhiều thì mọi người mới có khả năng dự đoán nữa, còn thường nhất là mọi ít nhất là mọi người cũng có thể dự đoán ở cái phần là từ loại này, hoặc là cái từ loại đấy nó là từ loại kiểu có ơ ân dơ thì ơ với ân thì khác nhau như nào. Thì trong này nó có từ ơ thì mình dự đoán là không bắt đầu uể oải, đúng chưa? Đây thì mình sẽ xem là nào. Tiếp theo nó có cái câu là trained, ông này được trained as an accountant. Sau đó thì ông emigrated đến Canada vào năm 1855, tức là cái khúc này là cái khúc mà để mình chốt chặn lại. Được chưa? Mình chốt chặn lại. Nếu không lại đọc lố quá là thôi toi đấy. Nhưng mà mình có từ father, đây là một từ cũng khá là dễ tìm. Đây mình sẽ xem là như nào. Đoạn A. Đoạn A. A thì nó có một cái chỗ bảo là what the son of a successful merchant. The son như kiểu là nó đang Là father. nói ngược lại thì father, con của ai thì tức là như là father. Là và was the son of a successful merchant. Okay, merchant. Merchant Okay, merchant. Thì nghĩa là mình tóm từ chuốt này nó là đi lượt đây là đáp án thôi. Đây chính là ấy. nha, Còn tẹo nữa mọi người mà đã biết học nghĩa là gì đúng thì không? tất nhiên là mọi người sẽ phải đi tra lại từ điển nó trên Oxford hoặc là vào quyển Boost cho vocab. Đó, Merchant. Đó thì mọi người sẽ xem. Merchant. Đây là đáp án. Sau đấy mình cũng thấy luôn là Leather Fisherman Scotland bla bla. Ok. Sau đó mình đọc tiếp đúng không? Mình sẽ đọc tiếp xem nó chạy đến đâu rồi. Xong nhìn bla bla chỗ khúc này chưa có Canada đúng không? Mình sẽ xuống đoạn B. Mình sẽ thấy là đến đoạn này rồi. Ông ấy emigrated ở B cuối. Emigrated to Canada with his wife này nọ đó trai. À, Thì đấy là 1855 đây. 1855 Tức là kéo xuống hết đoạn B luôn. ra qua lại bê Có đoạn B luôn. Bây giờ lại xuống cái khúc mà người ta bảo là lúc này bắt đầu start at a photographic career rồi. Chưa? Thứ nhất là mình phải dò được cái khúc tiếp theo của nó đang là mình phải đọc luôn các trình tự chứ đừng chỉ có mỗi nhảy vào các câu câu ví dụ như kiểu câu 10 11 nhé. Mình nên đọc trình tự để mình biết là cái mạch của nó như nào. Những cái mạch như này nó sẽ rất tốt cho mình trong cái việc là mình dự đoán cái từ tiếp theo cần điền. Chưa? Và mình cũng biết là bây giờ tôi đang bám ở đến đường dây này rồi. Tiếp nha. Mình sẽ có là open up một cái photographic studio vào năm 1866. Tiếp theo là took photos of city life này, but preferred landscape photography. Okay, landscape. Landscape photography như kiểu chụp mountains hoặc rivers hay gì đó, đúng chưa? Ông cái này là ông ấy preferred hơn. Tiếp theo là people bought những cái photos của ông này này bởi vì photography nó took up cái considerable time tức là much time hay là little time nào? Là little Considerable mà little time. time. Considerable. À, những kiểu những cái khoảnh khắc đáng nhớ. Oh no no no. Thúc cấp đây là Considerable. ấy cơ mà. Thúc cấp. Thúc cấp nó giống như kiểu account for ấy, ở trong task one ấy. Ok, hiểu rồi. Thế tức là nó là kiểu bằng match time. Much time. Thúc cấp và cái gì đó rất heavy. Considerable. Và cái gì đó lại was heavy nha, tức là cái khúc này một nó có thể là danh Danh từ từ. số ít, danh từ chắc chắn rồi, danh từ nhưng mà danh từ số ít hoặc danh từ không đếm được bởi vì nó chia was mà. Keywords. Đó thì bây giờ mình sẽ xem, mình sẽ đọc câu 11 luôn bởi vì cũng chưa chắc là mình đã bắt được câu 10 ngay. Mình chỗ này khúc này 10 và 11 nó sẽ đi cùng nhau nên mọi người nên đọc 10 11 với nhau để nhỡ đâu mình bắt được câu 11 trước thì sao. Chưa?
thì mình sẽ dò câu 10 nó dễ hơn. Photographs mà Henderson sold ấy thì như thế nào? Or souvenirs. Chỗ này mình sẽ áp dụng cái luật luật về nhớ không? Kiểu tương đồng giữa hai Đúng vế rồi, nhá. nó sẽ phải là A and B or A B. A or B đúng không? Nó phải hai cái này phải parallel với nhau, tức là cái tương đồng. Tức là cái khúc souvenirs mình hoàn toàn nhận diện được nó có thêm S nó là danh từ. Thì cái đằng trước cũng phải được kỳ vọng thấy là cũng phải một danh từ. Một bên đời đó. Được chưa? Và khả năng rất cao là danh từ số nhiều. Được chưa? Souvenirs. Được chưa? Danh từ số nhiều. Đấy, mình expect này thôi thôi. Tức là đây, bây giờ mình sẽ xem cái khúc đằng trên để mình dò lại cái từ đầu này đi cho nó. Bây giờ mới hết đoạn B. Bây giờ mình sẽ xuống đoạn dưới này. Ông này, đây, ông ấy quickly tweet Không nhỉ, loan cái gì này, photography ở đâu up. nhỉ? Became a person friends. Rồi là chưa, tức là gì đây? Chưa thấy một năm, cái năm 1866, tức là cái đoạn này nó chưa bắt đầu của Của cái cái sự tập nghiệp thứ của ông ấy luôn. hai. Đúng rồi, Đó. chưa bắt đầu sự nghiệp luôn. Chưa bắt đầu. 1866. Dò theo năm nó sẽ rất Ừ, dễ để nó mới mình đến bước. dò theo Và năm mình rất dễ để anh mà muốn nhận diện. dưới này thì cũng là gì đây, mình có một đến 1865 này thì C đó thì coi như cũng pass luôn. pass luôn. D không có 1866 luôn, 1865 thôi, tức là pass luôn đến đoạn đây, 1866 đây. Đây Đây, nên là nếu mọi mình người vừa mà luôn. biết cái gì mình cần phải, cái information nào mình cần phải dò ra, tức là mình bám được vào sợi dây nào ấy, thì mình sẽ đỡ tốn được khá khá thời lượng đọc. Ít nhất là mình phải kết thúc bài này luôn, chưa? Bài này là bài bom nổ ra mình sẽ kết thúc rồi luôn, bởi vì nó cũng có rất nhiều năm nên là cũng khá là dễ dò. Làm luôn một lần cho xong đi cho nó nhanh. 1866 thì kiểu business straight landscape. Đây. Ông ấy đã give up cái business đúng không? Để mà ông ấy đây. Để open ra một cái photographic studio này rồi, chưa? Sau đó thì ông ấy trở thành advertising himself as a portrait và landscape photographer. Tức là photographer, người mà took photo of portrait và landscape. Chưa? Chụp cả hai loại luôn. Chính là cái chỗ trong bài là chỗ brief landscape. Chăm nhưng mà khúc này mới đang ấy thôi này. Chưa chưa thấy cái quả đây. His numerous photo of city life này. Review Rồi. ABC thì mới đây là cái khúc City Life này. City Nhiều chụp nhiều cái city sắp. Đây. life. Đây, nhưng mà cái khúc đằng sau đây, although his favorite là landscapes. Đúng chưa? Đây bây giờ mình chạy đến dòng thứ hai. Bây giờ mình mò tiếp. Bây giờ mình đến câu 10 hoặc là câu 11, khả năng rất cao câu 10 11 có thể nằm trong đống này. Bây giờ mình sẽ phải mò. Tiếp theo là mình đang có keywords gì ta? Cái photos ông ý, bởi vì là photography thì trước khắc considerable time Đây bà và nó chúc he thức cấp he boss đâu. Bây giờ mình xem bà con lối xóm boss ở đâu, people boss his People part ở tận nào và đây. dòng ba từ dưới lên. People want to buy này. Đây. Want to Wanted. buy photographs. Đây, people wanted to buy photographs as souvenir. Đây. Ở trước là Or nữa. as gifts. Bắt đầu từ 11 trước. Bắt đầu 11. Souvenirs nó không đổi được. Ok. Anh mà ở trước là có cái từ time consuming ấy. Kiểu nó mang là với Đúng cả rồi, kiểu đúng rồi. Đúng consuming rồi. time. Took up. Took up đó, chính xác. Nó có cái time này, time consuming tức là consume much time. Tức gọi là consume rồi nhá, consume much time. Time consuming. Ngược nghĩa của nó chính là time saving. Đây là những cái time consuming techniques này này. Và cái the weight of the equipment đây. Ok, đây, tóm lại mình bắt được câu 11 trước, câu 11 nghe dễ dàng hơn. Rồi, câu 11 thì có hẳn từ Có từ bài gifts. boss luôn. Bắt được từ gifts ha. Gifts. Gifts. S cái gì? R cái gì? Gifts. Và Gifts.
Mình sẽ có cái đằng kia là bởi vì cái gì đúng không? Nhà Quên mất câu hỏi thôi. bởi vì Đây, công World Gifts này. The photography took considerable time thì mình có từ time consuming techniques. Còn the gì thì heavy. Cái gì thì heavy? heavy thế là Heavy chính là từ weight weight. Đúng chưa? weight Thì còn lòi lại là cái từ giữa equipment. loại Cái hồi xưa chụp ảnh thì cái máy nó bự lắm mà, nó cồng kềnh, các equipment của nó cứ cồng kềnh. cần nặng Ừ. The weight of này. Yeah. Xong cái khúc đấy đúng chưa, bây giờ mình sẽ tiếp cái khúc tiếp theo. Cái khúc này mình đã lại nhìn thấy những năm 1870 và 1880 này ở hai địa điểm đó, Quebec và Ontario. Ông này bây giờ lúc này là traveling as a professional photographer. Bây giờ ông này đi travel widely, tức là kiểu travel kiểu in many Rất nhiều countries. nơi Travel to đi many khắp countries hoặc là travel to many areas đó. Người ta gọi là travel widely ở Quebec này và Ontario, Ontario. Và mình sẽ dò năm 1870 và 1880 này. Đấy, thì mình sẽ dò ra được cái mạch đấy. Tiếp theo là mình sẽ thấy là took many trips along cái Eastern Rivers. Eastern Rivers maybe cũng dễ dò, ý là cũng có thể dễ để mình nhận diện được. Chưa? Nghĩa In nào a đấy? gì thì cũng có thể là chỗ này mình có thể đoán là inner, là inner ví dụ là một nói cộng danh từ chắc chắn luôn. Cũng có thể là một, cũng có thể vùng tại vì từ in à. Ignore. Còn vùng nha, thực ra nó có Eastern Rivers ở inner gì vùng Thì này cũng có thể thì là cũng có thể thác phương tiện, công việc nha, cũng có thể phương tiện. Không biết, nói chung là phải tùy theo cái phương tiện đấy nữa, nên là không phải lúc nào phương tiện cũng là buy đâu, cũng có thể là on cái gì đó, cũng có thể in gì đó, nói chung là tùy cái cụ thể cái phương tiện đấy, nên là mình cũng chỉ dự đoán đây thôi, cũng có thể địa điểm này, cũng có thể phương tiện này. Nói chung là cái và cái danh từ đấy thì danh từ số ít và không bắt đầu bằng ủy ngoại, đúng chưa? Đấy, thì nói chung là mình sẽ phải brainstorm cái khúc đấy. Worked for, mình đến cái khúc này. Ông này tiếp theo là ông ấy worked for một cái Canadian Railways từ 1875 và 1897. Mọi người thấy thì bài này có rất nhiều những cái năm. Thực ra có nhiều năm tốt thôi, mình càng dễ dò. Và Canadian Railways thì nó cũng liên quan đến cái từ Canada. Chưa? Nên là mọi người cười thôi. Tiếp theo, Canada. CPR này vào 1855, 1885. Tên riêng nữa. Và photographed the gì and the railway, tức là đấy lại theo cái công thức parallel thì lại A and B đúng không, the chắc chắn là phải the Roger Pass. Ok, chỗ đoạn này nếu mình nhìn qua thì nó có rất nhiều cái tên riêng, nên có lẽ là nếu mà để dễ dàng ấy thì tốt nhất là mình cứ làm cái khúc đầu tiên trước. Mình sẽ lấy cái khúc câu 12 trước ha, khúc 12 trước, Ok. bởi vì và mình sẽ lấy cái khúc 1875 làm điểm chốt, điểm như của phân chia cái hai câu này ra. Rồi, để mình cho dễ, bởi vì rõ ràng là bài này mình có lợi thế. Không như mọi lần, được chưa? Mọi lần là mình không có những cái gì nhỉ? Cái giới hạn ấy, dẫn đến là như của mình nên đọc luôn một phát hai câu để mình còn biết điểm dừng hoặc là điểm khoanh vùng. Nhưng bài này mình có rất nhiều những cái đường dây để mình bám vào á, nên là mình cứ làm thong thả thôi, mình sẽ có thể làm câu 12 trước. Mình sẽ cần là Quebec Ontario 1870 1880, sau đó thì took many trip ở cái Eastern Rivers trên cái gì hoặc là on in ơ cái gì. Là mình sẽ lượn tiếp đến câu này. Đang đến với chỗ đoạn cuối của E. Đoạn E, bây giờ mình xuống lượn xuống đoạn F rồi này. Đoạn F thì mình không thấy có, đây ngay đoạn G mình thấy tia được ngay 1870 1880 rồi. Đấy, mày bài này tử tế nhỉ, người ta không paraphrase cho mình. Thi thoảng đấy, đi thi nó cũng gọi là ăn may lắm, thi thoảng gặp được bài tử tế thì mình thấy cuộc đời nó thật tươi sáng. Đúng không, Cuộc đời traveled widely là đời vẫn giữ nguyên luôn. Quebec và Ontario thì nó là tên riêng nên nó không thể đổi được.
Ít thôi. Tiếp theo là mình sẽ xem là ông ấy sẽ kiểu documenting major cities of two province provinces, hai provinces và rất nhiều cái village ở Quebec. Quebec. Chưa thấy có too many Cái trips rồi top rivals chính là cái răng 4 ấy. nhỉ. Mấy G4. luôn. G4. Especially fond of đây. And I'm Đây, he was especially fond of not the wilderness và thường Wilderness. traveled by canoe đây. Channel. Đây và thường noted và những cái other noted noted này không phải là giống cái từ note down nhé, noted ở đây là bằng từ famous đó. Có, đây là một từ khá là hay, noted bằng từ famous. Ví dụ a noted scientist là bằng a famous scientist. Cái từ này tẹo nữa mình có thể lưu ý lại. Đây những cái vùng Eastern River mình bắt được đây. Thì chỗ đấy nó sẽ là đáp án sẽ là từ câu 12 nữa. Canal. Canal thì cũng dễ đoán đúng không? Canal. Sát sát Còn sát sát tiếng Việt. gì nữa thì cũng là hợp lý hơn. Thì mình đang đến đây mình sẽ thấy cái khúc tiếp theo là ông ý đến năm tiếp theo năm gì nhỉ? Mình lại phải Năm nhớ. tiếp theo trong bài phải là 1875 và 1877 cơ. À, 1897. 1897, ok. Đấy là railway này, xong rồi work for CPR nữa cơ, 1885. Rồi mình quay 85. lại. Đây, Thế là CPR đây rồi, bà con nó ạ. Đây, khúc này, CPR rồi, nó viết đến luôn. 1885 đây, là coi như bỏ qua khúc kia luôn. Ok. Rồi. Thì nó là bằng cái gì đây? Sau này là went to west along the Canadian Pacific Railway, the CPR này. Ơi, đến cái Roger Pass như thế không? Đèo này, cái pass này cái đèo nha. Ví dụ Hải Vân Pass, ở nước mình có Hải Vân Pass. Photographs. Ở chỗ này đây, khúc này đây. Hai địa điểm này, he took photographs of mountains Mountains. và cái progress of construction. Progress đây là đấy thôi, progress thêm là và construction mình sẽ nhớ đến từ giống kiểu người ta đang construct hoặc là building đến khúc nào rồi. Chưa? Dụ này construct đến làm móng hay là tầng 1, tầng 2, tầng 3 hay là cái người ta làm đến cái khúc nào? Thực ra cái Roger's part này thì nếu mà mình biết là chỗ phần như kiểu cái đèo rồi thì nó sẽ đỡ hơn. Thì mình nói chung mình sẽ loại ra thôi. Chưa? Đây chỗ này sẽ đáp án sẽ là chốt lại. Chỗ này đáp án là gì đây? Mountains. Đáp án sẽ là mountain slope. Progress. Rồi. Thế qua, ước gì đi thi vào được cái bài kiểu này. Thì nói chung là cũng cứ cứ sẵn sàng đi hai lần liên tiếp đi thì kiểu gì chẳng có phải dễ hai lần liên tiếp ấy, hai lần liên tiếp khả năng rất cao là nó sẽ có bài khó bài dễ thì làm sao, Chắc là nó cho kiểu thi dễ ba lần liên tiếp, reading thi ba lần liên tiếp ra. luôn. Thông thường là nếu mà reading mà dễ thì listening nó sẽ khó hơn mọi người, hoặc là thường thường writing thế thôi, task một mà dễ thì thường task hai nó sẽ bị khó. Nói chung là cũng có những cái bài của task 1, task 2 vừa phải, nhưng tất nhiên là mọi người trình độ lúc ấy cũng phải ra gì rồi một chút, như kiểu tầm độ 6.5, 7 chấm thôi thì mọi người mới thấy như kiểu nó dễ, chứ loanh quanh 5, 5 chấm thì thường mình sẽ thấy bài nào khó à. Chưa? Nên là trước khi đi thi hãy cố gắng là mình được chuẩn bị kỹ. Rồi xong xong bài bom nổ luôn. Thì mình Bom cũng nào cũng đã tua kha sao khá luôn. Thì bây giờ mình quay lại bài 1. Thì mình phải dò lại yes nhớ lại các thông đi tin lúc đâu nãy xem là mình xem là mình có cái khúc nào mà mình từng đọc không, thì cái press estate này nhưng mà cái chỗ khúc này mình có từ younger đúng không, thì khả năng rất cao là lúc ý younger ở đây mình có thể hiểu giống kiểu khi là Khi còn mà he was a kid ạ. Yes. Thì mình có thể là phải dò lại từ đoạn A bởi vì cái khúc A là bắt đầu giới thiệu. Đó, Xem sự press cuộc đời estate nó nữa. bắt đầu. Press estate đây.
mình sẽ nghe nhìn lập tức nhìn thấy. Tức là đọc bài thì mình cũng phải mình phải có cái sự tư duy riêng ấy. Chứ mọi người không thể không biết bám một cái khúc nào rồi. Rồi press escape cho mọi người. Thì mọi người xem là Ở đây nó bảo là gì? Ông này thì gia đình ông này ở đây này. Vào National gì gì đó này. Thì Alexander spent much of his childhood in the area. Rồi ra nó tức là kiểu ông này Đây, đến ở đây. ở đây. Spend much of his childhood in the area rồi rồi. Mà trong bài nó lại bảo là rarely visited. Thì tức là nó đang bị sai rồi. Nó bảo người ta bảo ít đây là ấy đó, ít đây là ít own the family đó, tức là cái the family này nó own cái press estate. Được chưa? Đây. Và thường cứ the family often stayed at Press Castle đây này. Often, Đó. Còn đấy là phần stay thôi. Còn ông này thì khác. À, ông Alexander. này. Alexander thì spent much of his childhood in the area. Đấy, thì câu này sẽ là First. false đúng không? Bởi vì rõ ràng trong này người ta có đề cập đến cái việc là tần suất rarely là cấn giống kiểu năm một lần à. Năm một đến hai lần thì gọi là rarely. Thế, như thế thế là keyword này nó được đề cập đến nhưng nó nói trái nghĩa. Thế ra câu này nó sẽ là false. First. Ngoài ra trong khúc này mình cũng có thể hiện tại mình chỉ có mỗi một cái bài này thôi. Đúng chưa? Nên nếu mà mình cần thiết ý, mọi người rất sợ trường hợp giống kiểu mình đi quá ý, thì mọi người có thể đọc lúc này là đọc hai câu liên tiếp luôn. Cái này nó chỉ áp dụng cho trường hợp như kiểu khi mà mình chỉ có mỗi một bài nhé. Và mình vẫn chưa chắc lắm trong cái việc kiểu dò tìm á, và mình rất sợ mất dấu, thì mọi người có thể ngay lập tức là áp dụng luôn là kiểu là bây giờ một nách ôm hai con luôn. Được chưa? Mình sẽ nhắc luôn cả câu 2, câu 3 luôn liền liền một lúc luôn để mình đảm bảo là mình không bị mất dấu. Nhỡ đâu rơi vào câu nó thì mình là rất dễ mất dấu luôn nếu mình không làm chắc. Chưa? Henderson thì pursued một cái business career, tức là ông này bước chân vào business. Because it was what his family wanted. Nghe về tình trạng giống như kiểu rất nhiều các bạn trẻ ở Việt Nam. Dưới trẻ hiện Ok, mình gia sẽ đình cũng thế chứ không phải là con muốn vậy đi làm Thì mình tôi sẽ thấy có là đi Henderson và Notman. Đây là cũng hai tên riêng luôn thì có thể mình sẽ lấy. Thì surprised bởi cái results vào năm 1865 thì mình sẽ dò năm 1865. Chưa? 1865 sẽ là điểm chốt chặn của mình. Chưa? Đó. Và Notman nữa cũng là một cái keyword khá là kiểu đáng tin cậy đúng không? Mình nhìn một cái là mình cũng biết đấy. Cái câu này khả năng rất cao nếu mà bị vấn đề gì thì câu 3 ấy. Nếu mà keyword mà bị vấn đề gì thì có biết là keyword nào là khả nghi nhất không? Xem nào, first Nếu nó là bị vấn đề. in we có thể là person Câu 3 cơ mà. à cô ba, cô ba thì là surprise. Đúng rồi, là nó sẽ bị khả nghi nhất đúng không? Có vấn đề gì là do thằng này này, khả năng cao là do thằng này. Còn mấy cái kia nó cũng chẳng có gì mà kiểu Có thể là cái because đằng ai sau cái khúc sau á. Cái khúc sau ấy, cái because cả cả cái khúc because ấy nó sẽ bị vấn đề. Làm nhiều những cái bài này rồi mọi người sẽ phải xem là thằng nào là dễ bị thành vấn đề nhất. Được chưa? Nên dù sao thì đấy là mình chỉ là brainstorm thôi. Nên là mình đoán vậy. Tẹo tưởng mọi người xem là suy đoán vậy thì nó có đúng không? Thế còn tất nhiên là nếu là true thì nó khớp hết rồi, không nói làm gì được. Nhưng nếu là false và not given thì rất khả năng cao là câu 2, cái khúc mà because nó có thể là không cung cấp lý do hoặc nó đề cập đến một lý do khác. Tức là his family thì nó sẽ đề cập theo kiểu false thì nó sẽ đề cập kiểu his family không hề muốn vậy nhưng mà ông này vẫn ấy thôi. Và câu 3 thì dễ bị dính chữ surprised. Rồi bây giờ mình sẽ xem nó đến đâu. Bây giờ mình đang dừng ở đoạn A rồi, bây giờ mình sẽ lựa xuống khúc dưới. B. Không dưới chỗ mà ông nói ông cursor à thế là ở đoạn B cái chỗ mà although này he never liked
Đây, ô số. The He never liked the prospect. Đây. prospect. Sorry. Prospect of Business. business career. Tức là túm Dạ. lại là mình chỉ cần biết là never like business career là biết rồi. Chưa. Mình không là biết là không thích rồi đấy, không phải gu của ông này, không phải đam mê ông ý. Never like business cho nhanh. Được chưa? Thì he stay with it to please, please nghe giống kiểu please là ấy rồi. Please Yeah, yeah, làm làm make hay. yeah, make somebody happy. Make somebody Please somebody. Cho cái trường hợp này cũng khá nhiều người ấy này. Khá nhiều người người ta cũng theo cái kiểu này. Cho please somebody. Nhiều người nhiều Please. nhiều có thể nhiều bạn kiểu sẽ kiểu vẫn stay with it theo cái một cái career hoặc là một cái đặc biệt là như kiểu có thể là stay with the major đấy. Đơn giản là giống kiểu để please their parents. Kiểu mọi người coi đấy giống kiểu một hành động trái nghĩa. Đó kiểu đấy. Their Đây thì có từ please này. Nó không hẳn do mọi người thực sự kiểu like cái không phải thích cái ngành đấy mà đấy chỉ đơn giản là mọi người muốn please their parents thôi, mà mọi người nghĩ đấy là một hành động kiểu cái bằng này là để cho bố mẹ ấy. Đấy. Ok. Đấy thì mình sẽ thấy là vì vậy câu 2 này mình sẽ thấy đáp án của nó sẽ nên là gì? câu hai là nó sẽ là true. Câu 2 là true đúng không? Đấy thì nó sẽ Dạ, là đúng. pursue cái một cái business career. Bởi vì what về đây là cái what his family want. Người ta phải want thì mình mới đi please người ta chứ đúng không? Thật đấy. Chẳng chẳng muốn là Thì cũng đi please người ta. Ví dụ mình thích uống tà tua chẳng hạn, thế thằng bạn trai mình mà mua cái khác thì làm sao mà please mua mình được làm đúng gì? không? Làm sao please được? Ok, đấy thì rồi thì nếu mà khi mà mình chép keyword table thì mình cũng sẽ chép lại cái khúc đấy. Rồi câu này sẽ là true. Cái not man. Bây giờ mình sẽ tra câu 3. Câu 3 thì chắc phải đến Not man đến là đoạn tiếp thôi. Đoạn này nó dừng ở 1855 8 đây, cái dạng C là có thấy William Notman này. Mình không nhắc cần nhắc câu nhỉ? 4 tại vì mình nhìn thấy cái điểm điểm mà mình có thể dừng rồi. Ở câu 3 nó có một cái kiếp nổ rất đáng tin cậy đó là tên riêng và còn có 5 luôn. Riêng Còn có 5 luôn. rất là đáng tin cậy. Warren Sau đó thì mình dù sẽ là xem 1865 đây rồi. 1865 thì hai cái ông một cái photographic này Đây. là Họ đây, người ta cooperated kiểu work together đúng không? có Cooperated trên một cái experiments à đâu trên các experiments về cái magnesium flares. Ok, nói chung về một cái lĩnh vực gì đó. Không cần phải đâm đầu để hiểu đây, tóm lại là experiments về một cái lĩnh vực gì đó liên quan đến cái artificial light. Okay, artificial light. Rồi là Artificial làm việc của regular man-made nhé. Nhưng mà anyway nói chung không cần nhất thiết phải hiểu cái chỗ khúc này. Vào năm 1865 mình okay. thấy có các keywords ở đây này. Và ông thấy ông not man rồi. Nhưng mà cũng là nhắc gì đến kiểu surprise hay là gì đâu. Thế là không hề nhắc đến là surprise hay không. Đấy, thì đó chính là cái khúc mà surprise nó không nó bị vấn đề. Được chưa? Chốt. Shut up, not Not even. Surprise bị vấn đề. Surprise. Tiếp theo là mình thấy câu 4 và câu 5. Tiếp là có many similarities. Many similarities giữa cái Henderson early landscapes và những cái early landscape của ông Norman. Tức là hai ông này cái early là cái hồi đầu nhá. Xem là mình chắc là mình nhắc luôn câu ấy không? Câu 4 hả? Nhắc luôn câu gì này? Studio mà Henderson open vào năm 1866, đây còn lại một năm tiếp này. Và từ studio cũng có khả năng là cũng hơi khó để mà paraphrase thì nó close to his home. Xem là có close to his home không?
Thế thì mình cũng sẽ xem là đây cái từ nguy hiểm nhất là sẽ có rơi vào câu số 5, có biết là từ gì không? Từ từng câu số 5 Ừ, à? câu 5. Từ có thể xảy ra Có vấn thể đề. close Close. Yeah, close to his home. to his Từ home. close là từ dễ bị ở nhất. Dễ bị vấn đề nhất. Từ bên này thì rõ ràng là từ ấy rồi. Em nhớ nó sai. Từ này thì rõ ràng là từ many similarities, là dễ bị đáp án này. Có thể differences đúng không? Nó lòi ra chữ differences là chết rồi. Hoặc cũng có thể từ only. Tức là nó không hề nhắc đến từ only hay gì thì mình cũng rất khó để biết là nó đang nói đến khúc nào á. Từ only. Hoặc cũng có thể là không xảy so sánh với not manual. Được chưa? Sao lại mình nói men Tóm lại là yeah, mình sẽ phải đi ở đâu? Đấy mình dự đoán ra các dự vậy. Câu 4, câu 5 mình sẽ đọc tiếp. Mình đang dừng ở hết đoạn C. là xe rồi Đây. công năng này đoạn thứ này Đây, friendship. đoạn Đấy, đây nó đây. lại gọi là inspired by friendship là mặc dù thế nhưng mà cái Styles về style photography thì lại quite quá different. Thôi đấy, quá different similarities. đó. Rồi, nghe inspire là biết ấy thôi. Ngược nghĩa rồi. Là biết là ê Thế phủ định toàn lại con nothing in common. Quite different. Mình sẽ bắt đầu từ different. Similarities là xịt đó. Không cần phải đọc câu sau luôn. Câu sau thì xịt người ta cũng nói rõ hơn. Câu sau người ta nói nha rõ hơn nhưng mà mình bắt vào câu đầu thôi, tội gì đọc tiếp làm gì. Đi làm bài nhanh nhanh còn đi sang bài khác. Cái nào cần đọc thì phải đọc thôi, còn những cái nào mình đi làm bài thì mình tập trung làm bài. Thì cái câu này similarities nó bị vấn đề. Câu này sẽ là được đề cập đến đúng không? Và nó trái ngược đơn thì vị false. first Tiếp theo một cái studio này 1866, là mình vẫn đi tầm 1866. và sáu sáu là biết sang bên E rồi đấy, Ừ, bên nãy mình E, đã nãy sang rồi, cuối yeah. rồi. E 1866. Ơ, đấy, chính là cái khúc Phút đầu khúc đầu luôn, 1866. Open Open Photographic Studio. Photographic Studio. Thì ở trong kia cái bài của nó đang gì nhỉ, quên mất Tại nó rồi. bảo là close to 1866 là open ra một cái studio và có close to his home không? Đấy, mình xem nào. Có his home thì không? home. Không đúng không? Đây, cứ cứ cẩn thận đọc đọc hết không lại tòi ra tự nhiên cái khúc cuối thì thực ra nó đã sang 1870 rồi thì Tám tám có đỉnh gì người rồi. yeah. Thì cái khúc này mình sẽ thấy là câu này là đấy, home close to his home là not even, không thể đề cập. Đấy, nhấc tiếp. Theo là mình sẽ có thấy có Henderson thì give up cái portraiture để mà ông này có thể focus vào cái taking photographs of scenery, tức là đấy, ông ấy không đi chụp landscape nữa mà ông chụp scenery. À quên, ông ấy không chụp portrait nữa mà ông đi chụp landscape. Portrait là chụp về people. Chưa? Nào về Rồi. Thì tóm lại là ông ấy give up cái portrait để ông ấy đi chụp cái landscape. Xem là có khúc này không, nhưng nhắc luôn cái câu vậy đi. Henderson đã bắt began work for cái à đây lại có một cái tên riêng nữa. Intercolonial Intercolonial Railway. Đây cũng là một từ tên riêng này. nhà mốt Montreal Và Montreal dơm Montreal to Halifax line thì had been finished. Xem là cái khúc này, cái này đã được finish chưa? Cái the Montreal gì gì đó, cái đường cái line như kiểu cái Cát Linh Hà Đông line đó. Được chưa? Đây là dưới câu 7. Câu 6. Câu 6 thì nó liên quan đến style của ông này, lúc này ông ấy tập trung vào cái gì? Câu 7 thì nó liên quan đến khúc mà cái Montreal cái này nó được finish khi ông này bắt đầu làm việc cho cái railway này chưa? Đây thì mình đọc tiếp thôi. đọc tiếp nè. À đây này, 1870 thì ông ấy drop cái portraiture. Ở đây ông drop đã biết rồi, drop
À, để nhau đó. rơi rồi. Dropped. 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 Cái từ drop này thì nó một từ, nó sẽ giống như kiểu mình dùng cái từ give up, hoặc Gì giống như ta? kiểu đọc trong cái quyển complete có từ abandon nhớ. Hoặc có bằng bằng từ đấy luôn. Thôi nghe từ drop là biết rồi. Drop. Ừ. Mình cần give up. Để mà specialize, lúc này chính bằng focus on. Specialize in something. In landscape đây, mình từ scenery. Được chưa? Landscape Ok. photography and other views. Thì chạy đủ keywords rồi. Được chưa? Chưa rồi. True thôi, Ừ. chạy đủ keywords. Tiếp theo câu 7. Câu 7 đi. Mình đang dừng ở kia rồi. Cái gì mà Montreal rồi. Cái khúc cô e mình nhìn lướt qua là mình không thấy cái chữ Montreal rồi đúng không? Xuống xuống. Câu 8 xem nào. Câu 8 đây. Em Montreal nhưng mà không biết có ấy không. Câu 8 có Montreal nhưng mà không phải cái line đấy. Phải. Ừ, không phải cái line đấy giống giống kiểu có cần là cái Cát Linh Hà Đông line cơ chứ không, giả dụ như kiểu tôi đã đến ở Hà Đông đúng không, nên không Là phải cái chưa đấy, nó chỉ đâu. là nó không có cái Montreal line đấy. Mình phải tiếp, Cái nó có khu cái mốc năm nhỉ, quên chưa có. cái nó không có mốc năm. Yes. Montreal rồi là cũng đủ rồi, Như Montreal line. Mình sẽ xuống đoạn G. đi Đây đây tìm đây, cái Montreal cái gì đây? Đây khúc này đây. Đoạn rồi Ok. 4 6 8 G8 Montreal. Trước cái line connecting Montreal rồi. Okay. Montreal. Đây thì mình sẽ xem là khi mà ông này begin work for cái này. Đây, mình có thấy cái khúc gì đây? Intercolonial Railway đây. Được chưa? Thì người ta Như chỉ là mới chủ bảo là nè. cái gì đấy same year why in the lower của cái vùng này. Trong khi ông ấy ở vùng cái vùng này, được chưa? Thì ông ấy took some photographs về cái construction của cái railway này. Thì cái this undertaking thì nó set in 1875 để mà tour commissions from the railway to record the principal structure mà along một cái almost completed line. Almost Thì cái túm lại là đây đến đoạn này là chạy hết đấy rồi đó. Thì chỗ này mình thấy nó có từ là almost complicated, thì đã gọi là almost thì nó đã finish chưa? chưa, nó kiểu nó mới có thể là gần Almost gần. kiểu loading 90%, đúng lại là almost, được chưa? Ví dụ mình bảo là ui dồi, hai đứa nó tí nữa yêu nhau chẳng hạn thì đã thành đâu, almost thôi, loading chín mươi chỉ Almost 95%, xong rồi xịt, được chưa? Thì chỗ này mình thấy cái từ finish là một từ xảy ra vấn đề. Được chưa? Nên câu này nó sẽ Close. là câu gì đây? Post not. Tiếp theo là Henderson last work. Mình xem là cái last work là gì. Với tư cách là một photographer thì là with cái Canadian Pacific Railway. Xem là cái last work của ông ấy là của ai nhá. À, cái last work của ông ấy với tư cách là photographer thì là làm việc với ai? Chị Thì mình đang dừng ở đoạn Ask G rồi. what? Ừ, Canadian đâu? Đây, Canadian Canadian. Pacific Railway chính là CPR. Chính là cái CPR đây. CPR. Phải đọc thêm này. Đến đoạn 2.
Hard thì xem có phải last word không thôi. Ông này thì đây này, sau là... này đoạn hát luôn này. Thì yeah. Ông ấy quen chưa này đúng không? Xem là đến 1892 thì Henderson accepted a full-time position ở cái bọn này với tư cách là một manager photographic div- đây chính là cái câu này đây. Đây chính là photo với tư cách là một ở a manager of cái phòng ban photographic này. Được chưa? Và anh ấy set up và administer duties là spend 4 months in the field each year. Xong rồi này nọ đó trai. Xong rồi lại còn đến cuối ấy bảo là continue in this post until 1897. Okay. Continue in this post, this post đến tận năm 1897 when he retired. Thôi ông completely luôn from photography. Được chưa? Đó gọi là retired thì mình mấy rồi? Retired thì là về vườn rồi. Về vườn. Được chưa? Thì cái khúc này nó sẽ ra như nào đây? Thì là khúc này là đúng đấy. Tại vì đúng là cái công việc cuối kiểu gần như ở photography. Dạ, thì ông nghĩ khi ông ấy retired completely from photography thì chính là cái đằng trước đấy chính là cái last của ông ấy đúng không? Dạ. Thì đó cái last của ông ấy thì chính là với bọn này. Chưa? Duties của ông ấy là ABC XZ xong rồi. Có thấy nhắc đến là làm việc cái gì đâu? Không có. Chưa? Thì câu này câu số 8. Mình sẽ chốt lại đó là true. True. That's true. Đó. Thì bài này mình sẽ thấy là khi mà rơi vào những bài biography và đặc biệt xuất hiện rất nhiều năm và các tên riêng á, thực ra là nó khá dễ dọc. Đấy. Nó còn bom nổ nữa, bom nổ mà. May quá, bom nổ bài này là bom nổ dễ chịu chứ bom nổ mà nổ mình là thôi đấy. Sau đó thì mọi người sẽ xem lại một số các từ mới mà ở trong quyển. Mọi người sẽ mở quyển Boost Your Vocab ra, xong rồi mọi người đọc hiểu lại. Đọc hiểu lại. Rồi đó, thì kể bảng keywords nữa là được. Bài này nói chung là cũng khá là dễ theo dõi. Ok.